Hello các bạn, mình là Thái. Chào mừng các bạn tới kênh Dreams Without Border của mình. Kênh Dreams Without Border được lập ra với mục đích là giúp các bạn phát huy được hết tiềm năng của mình. Thì trong các video của kênh mình sẽ nói về các chủ đề như là hoạch định tài chính, các tin tức về cái việc di trú, định cư, du học, rồi học thuật và những cái vấn đề liên quan tới vấn đề tâm lý. Thì trong cái video lần này mình sẽ nói về một cái chuyện vừa mới xảy ra, là một cái container từ Mexico tới Mỹ, thì trong đó là có 51 người vừa mới thiệt mạng. Thì cái chuyện này làm mình liên tưởng tới cái container từ Nghệ An đi Anh hồi khoảng 1.5 năm trước, thì lúc đó là cũng có 39 người thiệt mạng. Và cái hai cái này không phải là hai cái sự kiện duy nhất xảy ra, có rất là nhiều những cái việc vượt biên hay là định cư trái phép như thế này xảy ra, trong đó là điển hình là hàng năm là có khoảng 3.000 người mất mạng từ châu Phi sang châu Âu. Thì video này mình sẽ làm một cái skit để mà có thể đào sâu vô hơn tại sao cái việc định cư như thế này xảy ra, rồi làm thế nào để mà định cư thông minh, và khi mà định cư thông minh thì các bạn có thể sẽ cần hỗ trợ như thế nào và làm những cái gì. Mời các bạn có xem video. Gì? Anh coi cái gì đó? Mới có tin hot. Anh coi gì ạ? 51 người chết. Container Mỹ. Ở Mỹ lận á? Lại là chui công nữa. Nữa gì? Hả? Không ai có tên cả hả? Gì mà không có tên? Cái này lại là một thảm họa nữa ha. Trời ơi. Ủa sao đi qua Mỹ mà đi container vậy? Vậy mới nói. Bạn đi máy bay hả? Thì vậy mới nói. Ở trước Việt Nam mình cũng có một vụ nè. Đi Giang giống vậy. À nhớ rồi. Cái gì mà ở Nghệ An gì đó đúng không? Đúng rồi. Mình cảm tưởng giống như là tội vậy. Như heo đi vậy. Với lại thực sự là cái này là một cái thảm họa. Cái này không phải nói gì chứ nó là một cái đau đớn của con người mình. Sao họ không rút được kinh nghiệm mà ta? Hồi đấy cũng đi lên báo đài các kiểu rầm rộ mà. Có thể là họ thiếu hiểu biết không anh? Thiếu định cư, không có thông minh. Hay là thông tin chưa đầy đủ? Cả hai, tại vì với lại họ có một số cái lầm tưởng. Nhưng mà định cư thông minh là như thế nào? Ý anh ở đây anh muốn nói là như thế nào? Định cư thông minh á, thỏa mãn được ba yếu tố. Thứ nhất á, là phải hiểu định cư á, là nó là một cái kế hoạch rất là lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều một sau. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là phải hiểu được cái thị trường nói chung. Tại vì định cư á, nó là một cái chính sách của nhà nước ban xuống, mình phải thỏa mãn được cái chuyện đó, mình phải làm đúng thì mới hiểu được cái thị trường nói chung nó là như thế nào. Cái thứ ba là định cư đi mục đích nó phải rõ ràng, chứ không phải là tại vì người ta đi mình cũng đi, kiểu như là hướng lên nói đi, hướng lên là thích đi qua đây thử rồi thế này thế kia đúng không anh? Hay là muốn đi đổi đời, mấy cái đó là đều là khá là không tốt. Những cái lý do tốt thường là đi cho con cái nè, đi để du học nè, đi để mà có một công việc tốt nè, hay là đi để mở doanh nghiệp, đi phát triển thị trường, đi để đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình, thì đây đều là những cái lý do tốt cho mình đi định cư. Đúng rồi, bây giờ mà em có tiền đi chăng nữa thì sau này em cũng muốn là con mình phải có một cái môi trường học tập tốt hơn chứ. Em thì cũng xích ngoại lắm đó. Để mà đi cho nó chính xác á, là đầu tiên là ba cái. Đầu tiên là hồi nãy là anh nói là phải hiểu trước ha, là phải xác định á, định cư á thì phải là một cái thứ lâu dài. Để chồng là lâu dài rồi nè. Lấy chồng là nhân đạo nha. Đi nghe là trên thị trường có định cư nhân đạo nè, rồi định cư theo kiểu kinh tế nữa, mà kinh tế là đầu tư á. Nghe hấp dẫn ha. Hồi đó là khoảng 30 năm trước á, thì đa số đều là định cư vì nhân đạo. Ít có cái nào gọi là định cư vì kinh tế. Hồi đó ví dụ em muốn tới một cái vùng đất mới em sinh sống á, thường thường một á, là tị nạn, hai là có người thân bỏ lãnh. Thì hồi đó bây hồi đó là những cái năm 75 mình nghe thấy có nhiều người đi tàu nè, ghe nè, rồi các ABC gì đó để mà sang Mỹ, Canada, Pháp. Nhưng mà từ sau những cái năm mà 70, 80 và chính xác là bắt đầu từ thế kỷ 21 á, là bắt đầu là chính phủ của các nước nó rõ ràng hơn trong cái chuyện định cư. Họ sẽ có những cái diện kinh tế. Kinh tế ở đây có thể là lao động, có thể là kinh doanh, có thể là đầu tư. Thì ba cái diện chính này á, sẽ là ba cái diện khi mà một cái người muốn đi định cư một cách hợp pháp. Họ sẽ làm hồ sơ như vậy. Có thể là họ kiếm một công việc ở bên nước thứ ba để họ nộp hồ sơ định cư. Có thể là họ đầu tư vào tiền tệ của nước thứ ba, có thể họ kinh doanh ở nước thứ ba để mà đầu tư. Nhưng mà em biết không, những cái này á có khi nó lại còn rẻ hơn cái diện đi container nữa. Em tưởng container free hả? Ê, cái container đó là nhiều ta? Anh đoán thử xem. Là hơn 1 tỷ lần á. Gì? 1 tỷ hả? Wow. Bỏ 1 tỷ ra để chui vô cái thùng sắt.
tự nhiên là người không muốn lại đi muốn lộn heo vậy ra. Cái này là chịu, không có khi người ta không biết thiệt, chịu chứ đâu biết mà mình không có chắc được người ta, thì bởi vậy sẽ có sinh ra những cái công ty, những cái dịch vụ để có thể giúp người dân mình, giúp những người mình có thể là đi định cư một cách rõ ràng hơn. Thì nhưng mà có một cái là hiện tại trên thị trường á, nó rất là nhiều cái công ty. Thì thậm chí có những cái công ty mà họ luôn liên tục tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi offline, nhưng mà cảm giác á, cảm giác khi mà bây giờ thì cảm giác giống như là 200-300 người dồn lại trong cái hội trường á, giống như là lù gà á. Dạ, nó làm cho vô hình chung mình không có biết được trên thị trường này, trên cái nước của mình có bao nhiêu cái công ty, có những cái công ty nào, những đơn vị nào họ thực sự là uy tín nha. Cái này đó là tụi em sẽ phải check hai thứ. Thứ nhất đó là phải check xem coi là cái bằng của cái đội ngũ công ty đó nó có bằng cấp thực sự không? Bằng cấp. Tại vì những cái luật di trú này á là chính phủ của nước sở tại, tức là cái nước đó mà mình muốn di trú tới á, họ sẽ cử ra một cái người được cấp phép để mà tư vấn luật di trú. Thì ví dụ như là ở Canada thì nó sẽ tên là ICRCC, ở Úc thì nó là MARA, ở Mỹ thì nó sẽ là bằng trong hiệp hội di trú Mỹ. Mỹ em chuẩn bị lấy chồng Mỹ đó. Hiểu là luật sư đi, nó giống như là luật sư kinh tế, luật sư gọi đây là chắc là gọi là luật sư di trú. Luật sư di trú chính xác, luật sư di trú. Đó thì thứ nhất là phải kiểm tra coi là cái công ty đó, cái đội ngũ của họ có những cái người như vậy không, chứ không phải là tất cả những cái thông tin mà họ đưa ra đều không được phê duyệt của chính phủ. Nhưng mà giả vờ như họ không có, xong họ làm giả thì sao? Sao làm giả được những thông tin này là kiểm chứng được trên mạng. À, kiểm chứng. Giống như ví dụ bên công ty của anh á, DTO là luật sư của mình, đã có một cái bằng Desmond, có một cái số, số đó là 1461023. Số này bỏ vô trên website của di trú Úc sẽ hiện ra là mặt cổng to đùng. Giống như check mã code gì đó, mua chai dầu thơm về là cái đứt lên check mã code. Mấy này là chính trang của chính phủ luôn. Chính xác. Cho nên là không thể nào mà cái trang web nó giả được. Chính xác. Đó, không nói thì có biết đâu. Đi container đi qua Mỹ thôi. Một cái nữa, cái thứ hai mình có thể check á ha. Và cũng như tất cả mọi người có ý định định cư có thể check là có thể xem coi là công ty này thực sự là nó có bao nhiêu năm kinh nghiệm, làm được bao nhiêu hồ sơ. Thì cái này nó mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà thực sự nếu mà công ty đã có kinh nghiệm rồi á, là đã có hồ sơ rồi, thì họ sẽ không có ngần ngại show ra cho mình thấy là những cái hồ sơ thành công của họ. Chiến tích mình phải khoe ra cho mọi người thấy chứ, đúng không? Đúng rồi, chiến tích phải khoe. Chứ nếu như mà giả vờ như có một cái công ty khác nó tư vấn cho em đi, không, nó bảo là không, cái này là thông tin cá nhân bảo mật thì, của khách hàng, thì che tên đi. Ngu không, phải che tên chứ, đúng không? Thì che tên đi. Thì tên rồi không lẽ không cho coi nữa. Với lại mà bị thấy á, cái công ty mà tập trung 200-300 người lúc nào cũng vẽ một cái màu hồng á, là một thiên đường mới, là một nơi cư trú an cư lạc nghiệp. Nhưng mà thật sự đi, cảm thấy là được tập trung đông như vậy, mấy người, bao nhiêu người, được bao nhiêu cá nhân có thể hiểu được hết từng cái chương trình như vậy. Miễn sao là mong rằng sắp tới đừng có vụ nào mà thảm họa giống như cái container này thêm lần nữa. Mong là như thế. Cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi. Thì còn sót lại một cái vấn đề là thật sự là thông tin về định cư, di trú, xã hội và nói chung là du học thì cũng rất là nhiều. Thì các bạn làm sao kiếm cho mình được những cái thông tin này ở bên ngoài? Thường thường là những cái luật sư di trú hoặc là những cái bạn tư vấn viên mà có trình độ chuyên môn tốt, thì thường là các bạn sẽ bận chăm sóc những cái khách hàng của riêng các bạn. Rồi công ty mà thì là phải ký hợp đồng, rồi phải có một số cái điều khoản. Thì không có một cái người tư vấn riêng cho mình được. Thì làm sao bây giờ? Thì rất là may mắn á, là Thái và kênh Dreams Without Border sẽ thường xuyên cập nhật những cái thông tin free về định cư nè, du học, di trú, hoạch định tài chính và những cái vấn đề tâm lý xã hội. Thì các bạn hãy follow kênh của Thái, subscribe kênh của Thái để mà có thể có những thông tin chất lượng và tốt nhất của thị trường. Và hãy subscribe Facebook và TikTok của Thái để mà có thể biết được Thái đang làm gì và thị trường định cư di trú bây giờ đang có gì xảy ra nhé. Thank you các bạn. Hẹn gặp lại cho các bạn video tiếp theo.